Xin kính chào toàn thể các bạn đang theo dõi kênh Vùng Cao Sơn La. Cũng đã lâu rồi thì mình cũng đã không làm cái video về cái dao cho anh em xem. Thì hôm nay mình có dịp mình về quê thì mình có vào nhà chú David Trung để quay cho anh em xem một số cây nhé. Anh em xem cái cán này, nhìn đẹp không? Cái này đang trong cái quá trình hoàn thiện thì anh em xem thấy thế nào? Cái này vẫn chưa tôi đâu, nhìn nó rất là đẹp, quá đẹp nhỉ. Đây là cái gỗ sù này đó. Cái này thì sẽ lên cái vỏ gì rồi mình sẽ tính sau. Quay cho anh em xem một số cây của chú ấy nhá. Đấy. Cái cục đá mài này thì hôm trước mình chú đã mua thêm được một cục nữa rồi. Đây này, rất là mịn. Đây là chú Trung, chú đang làm cái cán này. Cán này rồi. Làm con cám làm như này đấy. Cán gỗ mun đây. Còn đây là cái cây của chú đây. Đấy. Cái này cũng chốt máy xúc à? Cái này không có vỏ sao ấy? Có chứ. À, có vỏ. Chú đang làm hoàn thiện một số cây. Cái dáng chú Trung thì nó như kiểu này nha anh em nhá. Nó mới gập xuống như này anh em ạ. Anh em. Ở đây có cái đe đẹp đấy. Vuông vắn nhỉ. Cái đe này để làm gì chú? Cái đây làm các thứ đấy là cái nhỏ cái. À. Đấy, cái đây là cây chú đang dùng. Cái đồng này cũng bắt đầu bóng bóng dần rồi đấy nhỉ. Cầm suốt ngày cầm nó cầm nhiều nó mới bóng được, nó mới đẹp. Dao nó phải cầm nhiều nó mới bóng mới đẹp được. Thì hôm nay là ngày chuẩn bị vào ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 thì tất cả các bạn đã có chương trình đi chơi ở đâu chưa? Thì mình cũng đang về quê thì tiện qua đây mình sẽ quay cho anh em xem một số cây nhá. Cũng còn ít đấy, để ông nào đâu ông gửi lên đây nha các bạn nhá. Đây là dao của chú Trung.